Thanh Hải xin kính chào quý vị và các bạn, và sau đây là bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai khu vực tỉnh Lâm Đồng. Trong 24 giờ tới, khu vực tỉnh Lâm Đồng của chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa Tây Nam có cường độ yếu, kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao. Do vậy, thời tiết trong toàn tỉnh phổ biến là mây thay đổi đến nhiều mây, về đêm sẽ có mưa một vài nơi, ngày mai trời nắng gián đoạn, có mưa rào rải rác, có nơi có mưa vừa, mưa to và dông, gió đổi hướng cấp 2. Cụ thể tại các khu vực như sau. Khu vực phía Bắc tỉnh bao gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đam Rông. Ở khu vực này, mây thay đổi đến nhiều mây, về đêm nay sẽ có mưa một vài nơi, ngày mai trời nắng gián đoạn, có mưa rào rải rác, có nơi có mưa vừa, mưa to và thậm chí là dông, gió đổi hướng cấp 2. Nhiệt độ dao động quanh mức từ 16 đến 25 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%. Tiếp đến là khu vực phía đông của tỉnh, bao gồm các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Ở khu vực này, phổ biến vẫn là mây thay đổi đến nhiều mây, mưa về đêm ở vài nơi, ngày có lúc nắng, có mưa rào rải rác, có nơi có mưa vừa và dông, gió đổi hướng cấp 2. Nhiệt độ dao động quanh mức từ 18 đến 29 độ, độ ẩm trung bình từ 75 đến 80%. Còn tại khu vực phía nam của tỉnh, bao gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Ở khu vực này, phổ biến là trời nhiều mây, về đêm nay cũng sẽ có mưa một vài nơi. Ngày mai trời nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác, gió đổi hướng cấp 2. Nhiệt độ dao động quanh mức từ 18 đến 28 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%. Và cuối cùng là khu vực phía tây nam của tỉnh, bao gồm các huyện Đà Oai, Đà Tẻ và Cát Tiên. Ở khu vực này, mây thay đổi đến nhiều mây. Về đêm nay cũng sẽ có mưa một vài nơi. Ngày mai trời nắng gián đoạn, có mưa dông rải rác trong cả ngày. Gió đổi hướng cấp 2. Nhiệt độ dao động quanh mức từ 22 đến 32 độ. Độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%. Thưa quý vị và các bạn, mực nước trên các sông suối của tỉnh Lâm Đồng trong 24 giờ qua, sông La Ngà, Trạm Đại Nga, mực nước giảm với biên độ 0,11 m. Trên sông Đa Nhiêm, Trạm Đại Ninh, mực nước biến đổi chậm. Sông Cam Ly, Trạm Thanh Bình, mực nước dao động với biên độ 0,17 m. Trong 24 giờ tới, trên sông La Ngà, Trạm Đại Nga, sông Đa Nhiêm, Trạm Đại Ninh, mực nước biến đổi chậm. Sông Cam Ly, Trạm Thanh Bình, mực nước dao động với biên độ là 0,49 m. Cùng với đó, thì mực nước trên sông Đồng Nai tại Tà Lai biến đổi chậm. Cần đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập lụt sạt lở bờ sông suối, các khu vực trũng thấp tại địa bàn các huyện Tân Phú, Định Quán thuộc tỉnh Đồng Nai, cũng như địa bàn các khu vực lân cận. Cần đề phòng mưa lớn cục bộ gây ra lũ quét ở các suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc, đường đèo có độ dốc lớn, ta luy dương. Khép lại bản tin hôm nay sẽ là dự báo thời tiết tại một số khu điểm du lịch của tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh thành trong cả nước. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.